Lam Trường đã giật mình khi nghe câu chuyện trong Lật Mặt 6. Trường nghe anh Hải chia sẻ về câu chuyện phim Lật Mặt 6 á, thì Trường giúp mình luôn. Là bởi vì nó quá trùng hợp. Trường có một nhóm bạn rất là thân, học từ lớp 9, lớp 10, lớp 11. Tới năm lớp 12 thì Trường rút hồ sơ ra, Trường chuyển trường thì không còn các bạn, nhưng mà tụi Trường vẫn chơi với nhau. Cho tới tận gần đây họ bắt lớp lại thì mới gặp được tất cả mọi người. Nhóm bạn khoảng 6-7 người. Có một lần tình cờ bên Mỹ, Trường sang đó diễn. Bạn Trường thì cũng có người, trong nhóm bạn Trường có người lại định cư bên đó và cũng có người là du lịch sang đó. Thì tụi Trường lại hợp mặt nhau lại, đi tham quan ở trên đất nước Mỹ á. Thì mọi người có bay sang thành phố của Trường ở. Ở Mỹ lúc đó thì có một cái giải vé số rất là đặc biệt, đó là gọi là giải Mega Million. Thì lúc đó cái giải thưởng của nó lên tới trên 100 tỷ đô. Là cả nước Mỹ rúng động luôn, là ai cũng hỏi nhau là có mua vé số chưa, có mua vé số chưa. Thì cái số tiền nó quá lớn luôn. Thế là nguyên một nhóm hợp nhau lại là rủ nhau vô cây xăng, mua một cái vé số, hùng tiền nhau mua. Xong rồi sau đó lật cái tờ vé số lên, ký tên ở dưới. Xong vé số đó sẽ được đưa cho một người bạn giữ. Và tôi chưa có hứa hẹn với nhau là nếu mà trúng được 100 tỷ á, sau khi đóng thuế hết còn lại khoảng tầm 60 tỷ thì tụi Trường sẽ chia nhau, chia đều nhau. Nguyên một đêm đó tụi Trường ở trong khách sạn ở với nhau á, tụi Trường cứ mơ ước là có 60 tỷ sẽ làm cái gì đó, coi như là ước. Cho tới tận lúc mà tụi Trường dò vé số xong á và tụi Trường không có trúng được, và cũng có người ở Mỹ họ đã trúng cái giải đó, coi như là lúc đó coi như là cái mơ ước của tụi Trường còn chấm dứt tại đó. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm với nhóm bạn thân của Trường, và nó cũng rất gần là cái câu chuyện của phim Lật Mặt 6.